Thánh bò chuối đậu sốt, trang cái nước cốt dừa thì thấm đút ngon vô cùng. Mến chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cả nhà món bánh bò chuối nha. Ở đây thì mình có 200 g bột gạo lọc. Mình chọn bột gạo lọc cái dạng viên này nè để cho bánh mình nó nở xốp hơn. Và 50 g bột năng, 80 g đường cát, 300 g nước cốt dừa, chuối xiêm chín càng mùi thì càng ngọt càng ngon. Tí xíu thì mình sẽ dùng 4 trái, từ 350 đến 400 g chuối. Thì mình sẽ đi trộn bột trước. Hôm nay thì mình dùng men khô như thế này. Men khô dùng liền không cần kích quạt. 200 g bột gạo và 50 g bột năng là 250 g bột. Thì mình cho vào đây là 3 g men nha. Không tới một muỗng cà phê ha. Mình cho trước vào đây một ít nước cốt dừa để mình trộn bột trước. Trộn bột cho đều lên rồi mình nhồi bột khoảng từ 15 đến 20 phút để cho bột mình á nó nở xốp. Mình nhồi bột nãy giờ khoảng 20 phút rồi các bạn, thì mình nhìn thấy những cái bọt nó nổi lên li ti gì nè, cái bọt bong bóng nó nổi lên gì nè là bột của này nó đã xốp rồi đó. Rồi thì mình sẽ đi cho nước đường vào. Nước cốt dừa còn lại thì mình cho muối vào. Mình cho khoảng 1 g muối ha. Đường thì 80 g. Thì các bạn thích ngọt cỡ nào các bạn có thể tăng hoặc giảm. Và tan lên hết rồi thì mình cho vào trong bột. Cho nước đường vào trong bột. Hôm nay để thì trời nắng á. Sau khi mình ra nước đường rồi xong mình sẽ đem đi mình phơi nắng, vậy thì nó sẽ nhanh nở hơn. Bây giờ trộn đều lên. Trộn bột xong thì mình sẽ đậy kín nắp lại. Mình dùng cái nắp mình đậy kín lại để mình ủ. Tùy theo nhiệt độ nóng và lạnh có thể thời gian nhanh hoặc chậm khác nhau. Mình ủ từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Thì hôm nay á, trời nắng mình sẽ đem ra ngoài nắng á, mình phơi nắng để mình ủ cho nó nhanh hơn nha. Bột bây giờ mình để nó nghỉ nở là được 2 tiếng luôn nè các bạn. Thì giờ nó hơi có bọt xốp nhỏ lên như nè. Chuối thì mình cũng đã đập ra xong. Cho chuối giờ trộn đều lên. Bột mà có cặn thì các bạn lược lại nha. Để cho bánh nó nở, sau khi mình hấp lên nó không có bị xẹp á, thì mình sẽ cho thêm vào đây là khoảng 3 g bột nở nha các bạn. Cái hiệu bột nở thì mình sẽ để trong phần mô tả cho các bạn tham khảo nha. Bột nở thì có hai loại, một loại thì mình dùng để mình nướng, tại vì mình cho vào thì nó hơi đen bánh. Còn cái loại này là loại để mình hấp nè các bạn. Cho bột nở vào thì mình trộn đều lên, không cần đợi lâu đâu. Đều xong rồi thì mình đi hấp bánh liền luôn. Cho bột nở vào mà mình không hấp liền thì bột nó cũng sẽ bị xẹp lại nha. Để hấp bánh thì ở đây mình có chuẩn bị cái khuôn này là 2 tấc nè các bạn. Mình đã làm cho nó ấm khuôn xong rồi. Nước bây giờ nó đã sôi rồi. Thì mình cho bột vào khuôn, mình hấp bánh thôi. Cho bột vào khuôn xong rồi thì mình sẽ đậy nắp lại, mình hấp với lửa lớn nha các bạn. Mình hấp cái khuôn này là từ 25 tới 30 phút ha. Nãy giờ là mình hấp bánh được 30 phút rồi các bạn, thì mình đã tắt lửa. Rồi thì mình sẽ dở nắp ra. Đó, bánh bây giờ các bạn thấy nó dậy cao rồi ha. Mình xuyên cây tăm xuống mà cái cây này nè, nó không có dính bột trắng là bánh nó đã chín nha các bạn. Bây giờ bột nó đã trong hết nè. Và bánh mình thấy nó nở dậy xốp, tí xíu nó nguội thì mình sẽ cắt ra ha. Bánh bây giờ mình đã đổ ra và dĩa xong rồi các bạn. Các bạn thấy nè, nó có cái độ xốp ha. Bánh bò chuối nở xốp, trang cái nước cốt dừa thì thấm đút ngon vô cùng. Cái này là mình làm cho gia đình ăn á, mình để bột nở ít á, nếu các bạn để một nở hơi nhiều hơn tí xíu nữa nó càng nở xốp hơn nữa nha. Đó.
Bánh này mình ăn với nước cốt dừa thì rất là ngon. Vậy thì rất là đơn giản, mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cách làm bánh bò chuối ha. Cách này thì đơn giản dễ làm. Nếu anh chị và các bạn thích món bánh bò chuối này và thích cách làm này thì hãy thử và biết làm cho gia đình mình dùng nha. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nữa nha.